Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Cảm ơn mọi người, tôi về trước đây. Vừa nãy tôi bị dọa rồi. Hóa ra báo thù nữ nhân lại mạnh đến như vậy. Trong tiểu thuyết viết đều là sự thật. Nhưng có thật sự đáng để làm việc lớn như vậy hay không? Thẩm Mấu Sở thật ra đã không giấu được nữa. Đây là sự thật không thể nào thay đổi. Ngược lại cũng không sai. Vậy cậu cảm thấy Thẩm Mấu Sở có xinh hay không? Siêu xinh. Cô ấy xinh đẹp như vậy, nhất định là có nam sinh theo đuổi. Tôi làm gì có nhiều thời gian mà đi xử lý từng tên được. Ngược lại, chi bằng trực tiếp xử lý tên kiêu ngạo nhất. Trước khi người khác động tâm tư, nghĩ đến kết cục của Hà Sướng cũng đoán được rồi. Như vậy mọi người mới yên tâm. Mấu chốt nhất là Hà Sướng còn là một tên cha làm, đối xử anh ta cũng không có áp lực về mặt đạo đức. Dễ dàng cho xây, dễ dàng sâu ấy. Ê, Trần Hán Thăng, cậu đúng là giỏi thật. Cảm ơn lời khen của quản lý Hồ. Sáng ngày hôm sau, đây, nhìn chữ trên băng rôn kia. Sáng nay còn chưa ăn gì, lại ăn được một miếng dưa lớn. Hơn nữa, phân lượng cũng không hề nhẹ. Hà Sướng là tên nào, lợi hại như vậy, xem ra là đem người ta làm cho bụng lớn lên rồi. Còn không phải hay sao, còn chưa tìm thấy ký túc xá. Cha Lam Hà Sướng, ký túc xá phòng 201, anh hãy trả lại con cho tôi. Đây, nếu như không phải là hôm nay, không trốn tiết được, tôi thật sự là muốn xem Hạ Sướng này là ai. Hà Sướng, mau tỉnh lại đi. Dưới lầu có nữ sinh cầm băng rôn viết tên của cậu kia. Ông đây còn đang ngủ là nữ sinh nào, đang tỏ tình với tôi hay sao? Cậu còn có tâm tư mà đùa được ư? Trên bảng đó nói cậu làm bụng của người ta lớn lên đấy. Cái gì? Tuyệt đối không phải cô ta, tuyệt đối không phải là cô ta. Đậu xanh, cô ta có chịu dừng lại hay không? Lúc nào đi ngang qua phòng 201 một chút, không ngờ khu B của chúng ta lại có loại cha lam như vậy. Đúng vậy. Đây, xem ra mình chạy thoát khỏi hòa thượng, không chạy thoát khỏi miếu. Tránh ra, tránh ra. Cô đang làm cái gì vậy? Mọi chuyện sớm đã kết thúc rồi. Kéo băng rôn lên như vậy là có ý gì đây? Là một soái ca, chả trách lại đi nửa nữ sinh. Anh ta chính là Hà Sướng hay sao? Tháo xuống cho tôi. Lẽ mặt cô không chịu đúng không? Vậy bản thân lão tử tự tháo xuống, tháo xong sẽ tính sổ với cô. Này này, cậu đang làm cái gì vậy? Tại sao lại tháo băng rôn của chúng tôi? Cái gì mà băng rôn của các người? Mùa đông sắp tới, giao hàng hỏa tiễn 101, nhắc nhở toàn thể học viên của Học viện Tài chính. Đây, tôi không phải là xé băng rôn của các người, tôi muốn xé cái phía trên thôi. Sao chúng tôi biết được cậu xé cái nào? Cho nên cậu đừng lại gần, nỡ như cậu xé băng rôn của chúng tôi thì phải làm sao? Tôi thật sự không muốn xé của các người đâu. Cái này cũng không nói trước được. Các người hãy tin tôi đi có được hay không? Lòng người hiểm ác ai mà biết được. Mẹ nó, các người nhìn tôi xé không phải là được rồi sao? Không nhìn, nhưng cũng không được lại gần. Hai tên nam sinh này rõ ràng là đang còn cố ý. Các người có biết tôi là ai không? Ơi, không biết. Tôi chỉ biết chủ tịch của hội sinh viên trong học viện, chủ tịch của hội sinh viên trong khoa, còn có lớp trưởng của tôi. Nhìn ngữ khí của cậu, hình như cảm thấy bản thân mình là một nhân vật, hay là nói ra một chút bối cảnh cho chúng tôi hết hồn đi. Mình cho rằng ở trong trường cũng có chút tên tuổi, dù sao làm MC cho bao nhiêu hoạt động như vậy, thì ra một học sinh bình thường căn bản là không quen biết mình. Nếu như cậu không còn chuyện gì, thì đừng có đứng sững ở đây nữa. Chặn băng rôn của chúng tôi.
Còn đến làm loạn, ông đây sẽ cho cậu một cái bạt tai đấy. Hai người này là người của Hỏa Tiễn 101. Vậy người sai khiến đứng đằng sau Hỏa Tiễn 101 là ai? Trần Hán Thằng. Gì? Các người còn có quản lý nữa hay không? Có người đang ở đó kéo băng rôn sỉ nhục danh dự của tôi kìa. Cậu ồn ào cái gì? Chúng tôi cũng không phải là đi qua. Đáng tiếc tiểu cô đưa người ta không chịu nghe. Hơn nữa còn có hai nam sinh đứng chặn lại. Chúng tôi có cách gì đây? Chúng tôi cũng đang rất là gấp gáp. Vậy các người còn không biết gọi điện thoại cho phòng bảo an hay sao? Alo, phòng bảo an đúng không? Ở đây là khu B của ký túc xá nam sinh. Có người cố ý treo băng rôn gây chuyện. Ôn sư tỷ, anh Trần đã dặn dò nếu như bảo an đến chúng ta sẽ rút đi, không cần phải gây xung đột chính diện với nhà trường. Không phải nghe nói có ai đang gây sự hay sao? Sao lại đi rồi? Vừa nãy hỏi học sinh đứng đây xem, là Hỏa Tiễn 101, Trần Hán Thang cũng nhúng tay vào rồi. Quan hệ của cậu ta và chúng ta cũng khá tốt, xử lý thế nào bây giờ? Còn xử lý thế nào nữa, lẻ mặt nhau thôi. Cậu ta bảo thuộc hạ trực tiếp rời khỏi đây, chính là không muốn gây ra tranh chấp với chúng ta. Trần Hán Thang rất là thông minh, chúng ta cũng đừng chơi thật, cứ diễn cùng với cậu ta thôi.